quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương nơi dương thế biến ta thờ kính Vua trên trời cao. Quan tâm sứ Galilê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: con người sẽ bị mất trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Chưa bị quá chúng ta đọc, nhưng mà chúng ta đọc trước, quý vị để tay đó và lật ngược lại ở trước là đoạn 16. Chúng ta nhớ đoạn 16 là đoạn mà ông Peter xin nhận Chúa là Đấng Christ, và khi các đồ biết Chúa là Đấng Christ, là Đấng Messiah, thì họ nghĩ ngay đến khi người khi bị cứu tinh là Đấng đến để giải phóng dân tộc Do Thái ra khỏi ách cai trị của người La Mã. Quý vị để ý cái câu 21 đó, câu 20 trước đoạn này, các môn đồ được nói ra biết rằng Ngài Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Đấng Messiah, là vị cứu tinh. Người Chúa bảo người ta nói, bởi vì nói người ta có thể hiểu lầm là những cách mạng chính trị quân sự. Và Chúa Giêsu nói gì từ đó, tức là từ khi môn các môn đồ biết Chúa là Đấng Messiah rồi, thì Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thì phải lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Chúa Giêsu nói trước cho các môn đồ biết về ba điều đó: Chúa sẽ bị thương khó, Chúa sẽ bị giết, và Chúa sẽ sống lại. Đó là lần đầu tiên Chúa nói, quý vị thấy không? Và hôm nay cũng trong đoạn chúng ta vừa đọc là lần thứ nhì Chúa nói. Và đến đoạn 20 một lần nữa, đoạn 20 câu 17 đến câu 19, một lần nữa Chúa nói. Cho nên Chúa Giêsu nói ra một lời ít nhất là ba lần là Chúa sẽ bị khốn khổ, chịu chết và là sống lại. Nhưng mà như chúng ta đã học thì biết là các môn đồ không hiểu, và cho đến khi mà hai môn đồ về là Emmaus, họ cũng buồn rầu đó, thì sau đó Chúa mới giải thích cho họ biết. Thì chúng ta là những người biết cái chuyện rồi, nhưng mà chúng ta phải đặt mình vào địa vị của các môn đồ lúc đó. Họ không thể nào hiểu được Đấng Messiah mà phải chịu khổ chịu giết. Nhưng mà chúng ta sẽ học và tìm hiểu cái ý nghĩa của cái vấn đề đó. Quý vị có cái tờ giấy câu hỏi mà theo 17, 22, 23 đó có 7 câu hỏi. Quý vị cùng thảo luận với nhau là cái gì ta chuyện như nhau. Và trên 17, 22 và 23. Cô Bình Minh đọc dùm cái phân đoạn thứ nhất. Xin lời Ba Thi Ơ đoạn 16 câu 21 và đoạn 17 câu 12. Chúng ta thấy đây là lần thứ ba Chúa Giêsu nói trước về việc Chúa sẽ phải chịu khổ nạn. Cả hai lần trong chương 17, Chúa Giêsu gọi Ngài là con người. Vì thế thấy hồi nãy mình đã nói là Ma-thi-ơ 16, Chúa nói trước lần thứ nhì là lần 17. Thứ nhất là câu 12 thì nói là con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy. Và trong câu 22, con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Con người là cái danh từ mà Chúa Giêsu gọi chính mình, Chúa Son of Man. Đây là danh hiệu Chúa Giêsu thường dùng để gọi chính Ngài. Con người mang ý nghĩa Ngài là Đấng Messiah, thi hành công tác của Đấng Messiah. Cái chữ con người là để đối chiếu với chữ con Đức Chúa Trời và Son of God. Trong tiếng Do Thái, khi nói Son of, con của cái gì đó, là ý nghĩa là giống như những người đó. Dạ. Giống như tiếng Việt mình nói con vua thì là làm vua, con trai là chùa Phép Lá Đa, tức là con vua tức là vua. Dạ. Cho nên là con nhà lính tính nhà quan, con nhà lính tức là lính, không phải là con nhà lính. Dạ. Dạ. Cho nên chúng ta đã biết Chúa Giêsu là Đấng chúng ta gọi là
đấng thần nhân. Thần nhân Giê-xu, thương yêu chúng sinh muôn loài. Thần là Đức Chúa Trời và nhân là người. Giê-xu là đấng duy nhất mà mang hai bản tính trời và người. Không phải là 50% trời, 50% người, không phải như vậy, nhưng mà là 100% người, 100% trời. Giê-xu là Đức Chúa Trời hoàn toàn, và khi Chúa đến thời gian này, Chúa mang thân xác con người giống hệt như chúng ta. Bởi vì một mình Chúa là đấng thần nhân, đấng vừa trời vừa người, vẫn có thể cứu con người được. Vì vậy cái thánh dạy Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và vì vậy Chúa Giê-xu mới có thể nói rằng ta là đường đi để thập tự nó chẳng bởi ta, không phải là đường đi của cha. Khi Giê-xu tuyên bố lời đó không phải là trịch thượng hoặc là có cái gì, nhưng mà bởi vì đó là cái cách duy nhất, bởi vì con người tội lỗi để đến với Chúa Trời thánh khiết phải qua Chúa Giê-xu là đấng vô tội cứu mình. Thưa quý vị, thấy cái cốt lõi của niềm tin mình là chỗ đó, tức là mình phải tin là Chúa Trời, mình tin Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, không có con đường nào khác. Bởi vì dĩ nhiên ra, nhưng mà gọi là cái logic của nó, cái lý luận đúng của nó như vậy. Cái lý, vấn đề chính là bởi vì Đức Chúa Trời thánh khiết con người tội lỗi phải qua Chúa Giê-xu. Và vậy nhấn mạnh vừa nhân tính và vừa thần tính của Chúa. Nhưng mà đồng thời cái chữ con người nó cũng không phải là chỉ nói Chúa là thần và nhân tính không mà thôi, mà như cái câu của cô Bình Minh vừa đọc đó, con người mang ý nghĩa Ngài là đấng Messiah. Messiah tức là đấng Christ đó quý vị. Messiah là tiếng Do Thái, Christ là tiếng Hy Lạp. Christ có nghĩa là chịu sức dầu, Christos đó, tiếng Việt gọi là đấng cứu thế, là vị cứu tình. Đấng Messiah tức là đấng thi hành cái công tác của Đức Chúa Trời giao cho Ngài. Vậy khi Chúa Giê-xu nói là con người, tức là đấng Messiah, là đấng được Đức Chúa Trời giao công tác cứu chuộc nhân loại. Quý vị thấy hả? Thành thử cái câu này nó ngắn nhưng mà nó xúc tích ở trong đó. Con người tức là đấng Messiah, thi hành công tác của đấng Messiah. Quý vị hiểu câu đó chưa hả? Công tác của đấng Messiah là cứu chuộc nhân loại. Ok. Hồng Ân đọc tiếp nhé. Lần đầu tiên Chúa Giê-xu nói trước về sự thương khó của Ngài tại thành Cê-sa-rê Philip. Đoạn 16, 13, 21 là mình tôi vừa nhắc lại đó chị ạ. Đoạn thứ nhì là từ trên núi Hóa Hình trở về, 7, câu 19 đến 12. Lần này chúng ta không có địa điểm chính xác, chỉ biết đó là trong xứ Galilê, câu 22a. Đang đi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ trải qua thành phố Galilê. Lần thứ nhất là ở Cesare Philippi, lần thứ nhì là ở trên núi Hóa Hình xuống, chúng ta không biết rõ địa điểm chính xác. Lần thứ ba là trong xứ Galilê. Cái câu hỏi hồi nãy chúng ta hỏi là xin cho biết ba điều Chúa nói trước cho các môn đồ. Chúng ta đã trả lời ba câu hỏi rồi đó. Câu hỏi thứ nhất là mình đối chiếu hai phân đoạn. Con người là chỉ về đấng Messiah. Câu hỏi thứ ba, xin cho biết ba điều Chúa nói trước cho các môn đồ. Thứ nhất là, quý vị đọc chung với nhau này. Thứ nhất, con người sẽ bị ông trong tay của ta. Thứ nhì, họ sẽ nhìn Ngài. Và thứ ba, đến ngày của ta, Ngài sẽ sống lại. Dạ, quý vị thấy rồi đó, câu 22. Chúng ta học cái thám chỉ là quan sát, ghi nhận xuống. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Thứ nhì, họ sẽ giết Ngài. Thứ ba, như đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Cái điểm giống nhau trong ba cái đó là có chữ sẽ, phải không? Sẽ bị nộp, sẽ giết Ngài, sẽ sống lại. Sẽ là gì đó? Thứ nhất là chuyện trong tương lai. Nhưng mà đồng thời nó cũng mang một ý nghĩa khác nữa. Chị Mai đọc tiếp một chút. Chắc chắn sẽ xảy ra. Ok. Cái chuyện này là cái chuyện
mà Đức Chúa Trời định trước trong chương trình của Ngài sẽ dĩ nhiên là trong tương lai, nhưng mà cũng mang cái ý nghĩa là chắc chắn sẽ xảy ra, sẽ trong tương lai mà chắc chắn sẽ xảy ra. Ok, one second please. Có mấy vậy quý vị không? Bốn. Bốn, ok. The Son of Man to be trained in the man. They will come. Dạ, mang cái ý nghĩa đó. Cái chữ quan trọng ở trong cái câu đầu tiên đó là con người sẽ bị nộp. Không phải người ta sẽ thấy chuyện nộp không? Dạ, bản Kinh Thánh cũ dịch chữ gì nộp đó rất là hay. Bản hiểu đến dịch là gì vậy anh Phong? Đúng rồi, anh luôn. Con người sẽ bị nộp. Ok, ok. Quý vị để tay đó, quý vị mở với tôi trong Roma đoạn 8 câu 32. Tôi rất là thích câu này. Mỗi lễ Giáng sinh, đây là cái quà Giáng sinh lớn nhất này. Ngài đã không tiếc chính con mình. Con mình là ai? Chúa Giêsu. Tức là Chúa Giêsu là cái gì quý nhất của thiên đàng, phải không quý vị? Mà Chúa không tiếc. Thì câu tiếp theo nói gì? Nếu mà cái gì quý nhất của thiên đàng Chúa còn không tiếc, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Thế là cái quý nhất của thiên đàng Chúa còn cho thì mình đâu có tiếc được. Nhưng mà cái chữ chúng ta muốn học tại đây là chữ phó. Nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Cái chữ phó ở đây với cái chữ nộp ở trong đoạn 17 câu 22 đây ấy, ở trong nguyên văn là cùng một chữ, quý vị có trong đề đấy, đó là động từ paradidomi. Paradidomi có nghĩa là Đức Chúa Trời đã phó con một ngày, tức là Chúa tình nguyện. Quý vị thấy không? Quý vị nhớ là khi Chúa bị bắt là hỏi Giê-xu người Na-sa-rét, chính ta đây, hay. Và Chúa nói rằng ta tự ta phó mạng sống chứ không phải là Chúa chạy trốn, quý vị thấy không? Cho nên Đức Chúa Trời phó đó là Đức Chúa Trời ban cho và người ta nộp trong tay người ta. Như vậy nó mang ý nghĩa tình nguyện của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giê-xu mà vào trong tay của con người. Như vậy hai chữ chúng ta để ý là chữ nộp với là chữ phó là cùng một chữ. Chính Đức Chúa Trời đã phó con một của Ngài để bị nộp trong tay người ta. Và cái chuyện người ta ở đây chỉ về những quyền lực xử án Chúa lúc bây giờ. Quý vị đọc cho tôi một câu Kinh Thánh này sẽ thấy rõ. Roma xin lỗi. Công vụ của Sứ Đồ đoạn 2. Công vụ đoạn 2. Quý vị biết là 12 môn đồ của Chúa đó, hồi mà Chúa bị bắt bị giết là họ gì đó thất vọng lắm, quý vị biết không? Nhưng mà họ đã được thay đổi hoàn toàn sau khi Chúa sống lại. Nhưng mà đặc biệt là họ được thay đổi hoàn toàn sau khi Chúa Thánh Linh giáng lâm. Vì vậy ở trong cái bài giảng đầu tiên ở trong lễ ngũ tuần đó, công vụ Sứ Đồ đoạn 2 đó, quý vị nhớ ông Phi-e-rơ sợ hết hồn luôn, ba lần chối Chúa, đứa đệ tớ gái hỏi không dám nhận, quý vị thấy không? Nhưng mà khi Đức Thánh Linh giáng xuống rồi và sau khi Chúa sống lại rồi thì ông giảng một bài giảng hùng hồn ở trong công vụ đoạn 2 câu 22 và ông nói như thế này: hỡi người Israel hãy nghe lời này, Đức Chúa Giêsu ở Nazareth tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép sự lạ và dấu lạ giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi như chính các ngươi đều biết. Có bị để thấy chuyện nộp chắc là một lần nữa không? Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Sẽ là như vậy, thấy không? Cái chương trình của Chúa: các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Người ta ở đây là ok, nhiều thế kỷ người ta vẫn gọi như là bàn cãi. Theo ý quý vị thì ai là người giết Chúa Giêsu? có những cái người ta thế giới này ngày nay cứ nói rằng người Do Thái giết Chúa Giêsu và coi thường người Do Thái, chống người Do Thái. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây là các ngươi, đây là nói về người Do Thái, bởi vì những người gọi là gì đây, giới lãnh đạo do tôn giáo đó, họ chống ghét Chúa, họ đồn Chúa cho người La Mã. Chúng ta đọc lại chính điều của Sứ Đồ thì ông Chúa Giêsu chết trong tay qua
chị thương khó như tay buồn sợ gì đấy. Thì đúng là người La Mã giết Chúa, nhưng mà bởi vì người Do Thái học Chúa. Và vì vậy cho nên cái điều chúng ta học ở đây là người ta ở đây chỉ về những quyền lực xử án Chúa lúc bây giờ. Nếu mà không phải chương trình như Chúa Trời, nếu Chúa Trời không cho phép thì không thể xảy ra được. Các bạn thấy không? Dạ. Cho nên mấy cái câu này có hai câu ngắn thôi, nhưng chúng ta rất là kỹ vào tập này để cho thấy điều gì. Chúng ta quay lại. Nam khi Đức Giê-xu và môn đồ tả qua đông xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: con người, tức là Chúa là đấng Mê-si-a, phải thi hành những công tác cứu chuộc. Sẽ, tức là đây là nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Bị nộp, tức là cũng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Rồi giết, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Tay người ta đây là người ta làm những công tác gian ác đó đã ở trong cái chương trình đó. Bây giờ một điều nữa là nhân đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, và cái câu hỏi đặt ra đây là đến ngày thứ ba trong câu 23 nhằm nhấn mạnh điều gì? Chị Liêm đọc giúp mình chờ. Việc Chúa chết là điều chắc chắn phải xảy ra, và việc Chúa phục sinh cũng vậy. Đến ngày thứ ba, hàm ý Chúa chỉ chết trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ trong vòng 3 ngày Chúa sẽ sống lại. Ok. Giờ trước đây thì chúng ta, các người ta xin Chúa một dấu lạ cho đó. Dấu lạ của tên Tiên Giô-na, con người trong lòng đất 3 ngày 3 đêm, quý vị nhớ không? Dạ, yeah. Tức là người Do Thần chỉ tính cái giới hạn 3 ngày, không phải là 3 lần 4 tiếng. Nhưng mà cái chữ 3 ngày ở tại đây đó cho thấy đây là một thời gian ngắn. Họ sẽ giết Ngài, nhưng chỉ 3 ngày sau là Chúa sống lại rồi. Quý vị thấy không? Thì chữ 3 ngày đó là trong một thời gian ngắn mà thôi. Và các môn đồ bèn lo buồn lắm. Xin lỗi chị Lâm, đọc tiếp phần cho chịu. Câu này nói lên căn bản của niềm tin chúng ta, và các môn đồ về sau cũng sẽ hiểu điều này. Công vụ đoạn 2 câu 23-24. Nhưng ngay chính lúc đó thì họ không hiểu, cho nên phản ứng của họ trước lời nói của Chúa Giê-xu là lo buồn lắm. Câu 23 khi là người biết và tin Chúa phải chịu chết và đã phục sinh, chúng ta không có lý do gì phải lo buồn trong đời sống. Dạ, cảm ơn chị Lâm. Mình là những người đứng đứng ở phía sau này, mấy cái chuyện này nó qua hết rồi, quý vị thấy không? Bây giờ mình thấy rất là rõ. Dạ. Nhưng mà chúng ta cũng có ở trong những một hoàn cảnh mà giống như là Chúa bị bắt, Chúa chết thì chúng ta rất là buồn. Nhưng mà khi chúng ta có cái niềm tin nơi một đấng sống thì cái sự lo buồn của chúng ta không còn nữa. Thử các môn đồ lo buồn là chuyện dĩ nhiên, các quý vị. Dạ, bởi vì biết là thầy mình sẽ chịu chết như vậy. Nhưng mà gọi là gì đó, tiếng Việt, mà tiếng Việt tiếng nào cũng có, người ta nói là ngày mai trời lại sáng, các quý vị biết không? Dạ, buổi tối sự gì đó, sự khóc lóc đến trọ ban đêm, buổi sáng bèn cái sự vui mừng. Mấy bữa trước trời mưa buồn quá, nhưng mà sau cơn mưa trời lại sáng thì chúng ta được biết điều đó. Thành thử có thể nói rằng cái việc Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá là cả một cái quãng đường đen tối mà các môn đồ của Chúa phải đi qua. Nhưng mà khi họ đi qua rồi, họ sẽ thấy được thanh thản. Cũng giống như khi bên bạn này, dầu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi biết là trong trụng bóng chết không? Ở bên Do Thái, cái núi nó rất là cao, hai bên như vậy nè, ở giữa là cái thung lũng, các bạn thấy không? Một lượng nhỏ này mà núi càng mà đi ngang thì nó tối om mà. Dạ, nhưng đây là cái chỗ không chết, nhưng mà luôn luôn tiếng Anh có cái câu là ánh sáng ở cuối đường hầm, các bạn biết không? Đi xe lửa thấy tối này mà luôn luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Cho nên đây là một cái đoạn nó nhắc nhở chúng ta biết là cái gì đó. Chúa cũng nói là phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vạn nước Chúa Trời. Giống như thầy trải qua cái thời kỳ gian nan khổ cực thử thách rồi mới đến cái vinh quang vô dành của chúng ta. Đó là cái bài học là nhắc nhở an ủi chúng ta. Và thấy là bài học nào khác được nhắc nhở thì khác không? Như vậy quý vị thấy ở đây cái đoạn này nó giống như là không có gọi là gì đó,
không có liên hệ gì hết, nhưng mà ở trong đời sống của mình á, nhiều hồi mình sẽ trải qua những cái tháng ngày nó rất là gọi là gì đó, đau buồn bi đát. Mỗi người đều có những cái tháng ngày đó, nhưng chúng ta biết rằng Chúa cũng có cái chương trình tốt đẹp khi sau cái đường hầm đó. Chúng ta các chị em giới thiệu. Chị Kim. Chị Tuyết. Dạ, gia đình thì chắc là được không ạ? Dạ. Dạ. Tức là bạn của cô Huệ, chị Phùng Huệ. Dạ, hoan nghênh cô Huệ với chị Kim. Mỗi xưa, cái ba nhà hàng của chị Huệ đó, thì nó có cái ý nghĩa gì đặc biệt không, hay là không, tại sao có 1 nhà, 2 nhà, 4 nhà vậy? Người trước mấy người cũng có nói là nó giống như có một cái gì đó mà ở bên mình cũng 3 ngày mở cửa hả, mấy mình biết không? Dạ, tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là 3 ngày là một thời gian ngắn, và cái đó là cái điều mà Chúa định, tôi nghĩ là có gì không? Tôi nghĩ nó chỉ xin được sự giờ đi. Ok. Ok, bây giờ mình đọc cái đoạn còn lại, đoạn này thích thú quá. Cái đoạn vừa rồi là mình qua hồng rồi, kia mình đi câu cá. Okay. Ở đây không có anh là Dương Bích, ai đi thích câu cá nữa? Dũng. Dạ, ok. Ai thích câu cá thì thích đoạn này. Chúng ta đọc chung, đọc với nhau câu 24 cho đến 27. Chúng ta đọc chung với nhau, Ma-thi-ơ đoạn 17, 24 đến 27. Khi đã đến thành Ca-bê-na-ôm. Ca-bê-na-ôm ở đâu? Ở Ga-li-lê. Khi đã đến thành Ca-bê-na-ôm, đọc chung với nhau. Những người hầu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy, ngươi có nộp tiền thuế chăng? Kêu tên người làm gì? Có là người Phi-e-rơ và nhà thì Đức Chúa Giê-xu hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian hầu lương lấy thuế ai? Hầu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ trả lời: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế. Anh xong đọc dùng câu 27. Xong le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào chín câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi. Ok, đây là cái câu chuyện. Câu chuyện chỉ ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ. Quý vị biết một trong những đặc điểm của Phúc Âm Ma-thi-ơ là cái gì không? Tỉ mỉ. Cũng không hẳn là tỉ mỉ nha. Ông Ma-thi-ơ viết cho người Do Thái về đặc biệt nhấn mạnh tính chất vua hay là hoàng gia từ Chúa Giê-xu. Cho nên là các vua thế gian thâu lương, còn đâu có lấy thuế của hoàng tử bao giờ. Nhưng mà để tránh góc phạm thì Chúa bị ông kia câu cá để nộp thuế. Thuế đây là thuế đền thờ, không phải của AS anh nhân cô anh, không chắc. Quý vị có kia trang sau của cái tờ câu hỏi, có 4 câu hỏi thôi. Ma-thi-ơ 17, 24, 27. Quý vị trả lời 4 câu này. Quý vị mở trong số đi giúp cho ký đoạn 30 dùm. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 30 câu 11 ghi như thế này: Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê rằng: Khi nào ngươi điểm số dân Israel nặng kê sổ, mỗi tên, tức là mỗi người đó, phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắt ta nặng khi trong khi kê sổ. Kẻ nào, tức là người nào có tên trong sổ, phải nộp nửa siếc lơ, tùy siếc lơ
của nơi thánh, cân nặng 20 gera, vậy nửa siết lơ, tức là của dân, cho Đức Giê-hô-va. Và câu tôi đọc tiếp luôn câu 14, mọi người có tên vào sổ từ 20 tuổi sắp lên để dân của này cho Đức Giê-hô-va. Khi dân của này cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siết lơ. Vậy ngươi thâu tiền đền mạng của dân Israel rồi dùng tiền đó vào việc hội bàn, ấy là một kỷ niệm của dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình. Mình sẽ đứng đọc từng bản nha, hiểu chưa? Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: khi con kiểm tra dân số Israel, mỗi người dân đều phải nộp tiền chuộc mạng sống mình cho Đức Giê-hô-va, để không ai mắc tai ương gì trong khi kiểm tra dân số. Đây là thuế mà mỗi người được kiểm tra phải nộp, khoảng 6 gram theo đơn vị đo lường của nơi thánh, tức là mỗi chiếc lơ cân nặng 12 gram. 6 gram này là lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Những ai thuộc diện kiểm tra dân số từ 12 tuổi trở lên, 20 tuổi trở lên đều phải dâng lễ vật này lên Đức Giê-hô-va. Khi dâng lễ vật này lên Đức Giê-hô-va để chuộc mạng sống mình, người giàu cũng như người nghèo không ai được nộp nhiều hơn hay ít hơn 6 gram. Vậy con thu tiền chuộc mạng sống của con dân Israel và dùng tiền đó vào công việc của lều hội kiến. Đây sẽ là một kỷ niệm cho dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va để chuộc mạng sống mình. Quý vị biết khi con dân Chúa đi ở trong sa mạc thì họ không có cái đền tạm, mà họ phải làm những cái lều để đền tạm thờ Chúa, và cũng có một cái lều hội kiến hay là hội mạc đó, là chỗ mà Chúa gặp ông Môi-se để mà tuyên bố những lời dặn dò. Là lều hội kiến là bản cũ là chữ hội mạc đó. Cô Vân ra đọc giúp dùng cho phân đoạn đầu tiên của cái tờ giấy cá nhân. Khi quân dân Chúa vừa ra khỏi Ai Cập và đi trong lòng vắng, Đức Chúa Trời ban cho họ một luật lệ về thế đinh hay thế thân. Quý vị biết thế đinh hay là thế thân không? Những người lớn tuổi thì biết đó, tức là individual khác, có mỗi người đàn ông phải đóng cái thuế cái thân và cái của mình là individual khác. Kinh Thánh dùng kiểu tiền đền mạng số 130 câu 12 để gọi thuế này vì liên quan đến bản thân hay sự sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng con dân Chúa. Ok, thì xuất hiện trong ký gọi là tiền đền mạng bởi vì cái thuế này nó liên quan đến bản thân, là sự sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng con dân Chúa, nghĩa là đóng tiền đó vô nó có liên quan đến cái lợi ích cá nhân đó. Số tiền này được dùng vào việc hội mạng, tức là việc tu bổ đền tạm khi con dân Chúa đi trong sa mạc. Trong thời Chúa Giê-xu, truyền thống này được áp dụng để mỗi nam đinh phải đóng số tiền tương tự để tu bổ đền thờ. Tôi biết nam đinh là gì chứ hả? Là những người đàn ông 20 tuổi trở lên đó, phải đóng thế thân, là lấy cái tiền đó để mà tu bổ đền thờ. Hồi xưa là tu bổ đền tạm, hình thử. Ok, trở lại cái phân đoạn thánh mình vừa đọc đó, Matthew đoạn 17 đó. Khi đã đến thành Capernaum, những người thu thuế của đền thờ, tức là thuế là thuế cho đền thờ, quý vị thấy không? Đến hỏi kia ra rằng thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng? Tức là thuế đinh đó, quý vị hiểu ha? Dạ, cho nên trong cái phân cảnh này, đó là câu hỏi đầu tiên, xin đọc xuất hiện thư ký 30 và cho biết thuế đền thờ là thuế gì? Tất cả hiểu rồi, phải không ạ? Dạ. Rồi khi mà những người này hỏi Phi-rơ rằng thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng, cô biết ông Phi-rơ làm sao mà không biết, ông trả lời có, tôi không biết mà. Ông trả lời có. Và chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là đấng, mặc dù khi Chúa trên trần gian này Chúa mang thân xác con người, nhưng mà Chúa cũng là Đức Chúa Trời, Chúa biết tất cả mọi điều. Cho nên Kinh Thánh ghi bản cũ dịch rất là hay là hỏi đón trước rằng bản
Bản hiệu tiếng Việt là gì về khi đến? Câu 25. Người trước. Dạ. Dạ. Chuyện đó đón trước anh quý vị, anh tức là thầy. Tức là chú biết rồi phải không? Dạ, chú hỏi đó. Chú hỏi như thế nào? Hỡi Simon, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Quý vị biết cái lý luận của Chúa chứ phải không hả? Dạ, ông vua thì lấy thuế người ngoài, ông ai lấy tánh thuế con cái trong gia đình bây giờ. Ông Phê-rơ trả lời làm sao? Người ngoài. Và Chúa Giê-xu trả lời làm sao? Vậy thì các con trai được miễn thuế. Nói như vậy có nghĩa là Chúa được miễn. Xong nay để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ thì ngươi hãy ra biển. Biển là biển hồ Galilee đó, câu cá. Bắt lấy con cá này, những câu trước hết bên miệng nó ra và thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với người. Ok. Và cái suy luận của Chúa ở ok, quý vị xem ở cái phần phân đoạn thứ 3 đó. Câu chuyện nộp thuế đền thờ chỉ được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ nhằm nhấn mạnh đến vai trò Messiah của Chúa. Chúa phán, vậy thì các con trai được miễn thuế. Con trai đây chỉ về Giê-xu. Câu chuyện này cũng cho thấy Giê-xu không muốn làm cớ bất phạm cho người khác để chúng ta phải làm gương xấu cho họ. Chính Chúa biết rõ Ngài là con của Chúa Trời, không phải nộp thuế đền thờ, nhưng người khác thì không biết điều đó, có thể làm cho họ bị bất phạm và cho rằng Chúa là người không giữ luật. Vì vậy Chúa vẫn đóng thuế. Quý vị thấy không? Cho nên đó là cái suy luận của Chúa Giê-xu trong việc đối chiếu giữa thâu lương lấy thuế của các vua thế gian với đóng thuế đền thờ. Trong câu chuyện này hiểu rõ. Một đồng bạc trong câu 27, Chúa biểu lòng Phi-rơ đi câu cá để lấy ra một đồng bạc. Cái đồng bạc này trong nguyên văn là một statera. Và trong cái thời đó, cái đồng tetara bây giờ là trị giá 4 đồng drachma. Ở đây ta biết đồng drachma không? Drachma là đơn vị tiền tệ của người Hy Lạp đó. Ngày nay người Hy Lạp vẫn còn dùng đồng drachma đó. Và tương đương với một shekel, tức là một đồng bạc và tương đương một shekel. Và trong số Kinh Thư Ký đồng 20 và 13 thì mỗi người phải đóng bao nhiêu? Mỗi shekel. Thì Chúa nói là một đồng bạc hay là đủ thuế cho ta với người. Yeah. Mỗi người 50 xu. Okay. Quý vị hiểu cái này hết ha? Như vậy bài học thứ nhất là Chúa không phải đóng thuế. Bởi vì Chúa là đấng Messiah, là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà mặc dù Chúa có cái quyền lợi như vậy, nhưng mà Chúa không muốn làm cho người khác bất phạm. Có những cái điều tôi ví dụ như ở đây có những cái chỗ không được đậu xe, nhưng mà tôi muốn được đậu cho gần tôi đậu xe đó. Có lẽ con không ai nói được là nếu mình sư cũng đậu gần không đi vô nhà thờ, nhưng mà tôi vẫn muốn làm tốt bất phạm cho ai. Giờ tôi được đậu xe đó đi nữa, tôi cũng không đậu. Quý vị hiểu như vậy ha. Cho nên Chúa Giê-xu mặc dù không phải nộp thuế, nhưng mà Chúa cũng không gây bất phạm, cho nên Chúa vẫn nộp thuế. Cho nên trong đời sống của chúng ta có những việc có lẽ chúng ta làm không có hại, nhưng mà có thể gây bất phạm cho người khác. Quý vị biết không? Có thể cách ăn mặc của chúng ta, hoặc là lời nói của chúng ta, cái điều gì đó có thể là vô hại nhưng nó gây bất phạm cho người khác, thì chúng ta nên tránh đi. Và cái điều thứ ba, bài học thứ ba, anh Hùng đặt trước chuyện chợ. Bài học thứ ba trong câu chuyện này cho thấy ơn thần hữu và việc cung ứng nhu cầu của Chúa qua việc bảo Phi-rơ lấy tiền trong miệng cá. Quý vị biết chữ ơn thần hữu không? Ơn thần hữu ở trong tiếng Anh là providence, tức là cái sự cung cấp hay là chu cấp của Chúa cách đặc biệt. Chúa luôn luôn yêu thương, Chúa luôn luôn bảo vệ, Chúa luôn chu cấp tiếp trợ một cách đặc biệt ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và tôi tin chắc là mỗi chúng ta cũng biết những cái ơn thần hữu, sự dẫn dắt của Chúa, việc chúng ta có những tai nạn hoặc qua Mỹ lên được, hoặc là
khi chúng ta nghèo thiếu có những cái sự giúp trợ đặc biệt của Chúa, đó gọi là ơn thần hữu, gọi là providence. Anh Hùng đọc tiếp, đọc cho nào. Kinh Thánh không ghi lại việc Phi-e-rơ câu cá và tìm được đồng bạc ở trong. Có nghĩa là như thế này, Chúa nói là, đồng ý rồi, để chúng ta phải đồng ý sáu, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt cái con cá là dính câu trước hết bên miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong, hãy lấy đồng bạc đó và đem được thế cho ta với người. Kinh Thánh không biết. Rồi ông Phi-e-rơ đi ra câu cá và ông tìm được đồng bạc. Kinh Thánh không có ghi chuyện đó. Quý vị hiểu không? Dạ, không thể. Nhưng cho chúng ta thấy cách Chúa ứng xử trong một trường hợp đặc biệt để không gây bất phạm cho người khác, và đồng thời cũng cho thấy Chúa là con Đức Chúa Trời cầm quyền trên muôn loài ngàn vật, mọi điều đều ở trong tầm kiểm soát của Ngài. Các bạn hãy tưởng tượng cái gọi là gì, cái chèn, cái gì cái cơ may mà để cho một người câu cá có đồng bạc bên trong. Có nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng ở trong cái ơn thần hiệu, cái sự kiểm soát của Chúa, con cá nuốt đồng bạc lúc nào cũng có, nó bơi đúng lúc đó, lúc nào cũng phiền hơi xuống câu. Cứ bị tưởng tượng tất cả điều đó, những cái chi tiết đó trong ta đấy, cái ơn tần thân hiệu hay là cái quyền tể trị của Chúa trên tất cả mọi loài như vậy. Và nếu Chúa có thể làm được điều đó thì Chúa cũng sẽ làm được những cách làm đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta. Đồng ý? Ta có câu hỏi thắc mắc hay là ý kiến gì đây? Ok, buổi tối hôm nay chúng ta có chị Chi. Chị Chi muốn cầu nguyện tiếp.